quý vị và các bạn, thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng đã được chứng minh là độc hại và thậm chí đã phát hiện trà trộn ma túy, chất gây nghiện. Lo ngại hơn là khi chưa cho phép được nhập khẩu, lưu hành vào Việt Nam thì việc mua bán thuốc lá điện tử đã dễ dàng như mua mớ rau ngoài chợ. Và tại phiên giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng ngày 4 tháng 5 vừa qua với Quốc hội, Bộ Công Thương đã đưa ra ý kiến về việc cấp phép thí điểm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông thuốc lá thế hệ mới ở Việt Nam. Ý kiến này ngay lập tức đã nhận được rất nhiều những thông tin phản hồi từ phía các cơ quan chức năng và đặc biệt là Bộ Y tế. Chương trình Góc nhìn tuần này đã mời tới trường quay tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai để cùng có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này. Lời đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Góc nhìn của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào khán giả của VTC. Và trước khi chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời khách mời cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi. Sử dụng thuốc lá điện tử khi được bạn bè rủ rê. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài giờ, nữ học sinh này đã bị bất tỉnh. Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch. Sau khi xét nghiệm mẫu thuốc lá điện tử mà bệnh nhân đã sử dụng, bác sĩ phát hiện có một loại ma túy thế hệ mới. Bác sĩ thông báo mà bị ngất thì gia đình cứ nghĩ là cháu bị làm sao thôi, không nghĩ là cháu bị như này. Sự là rất là choáng. Còn nam thanh niên 27 tuổi này cũng phải nhập viện điều trị sau khi sử dụng một số loại thuốc lá điện tử. Đáng nói, ngoài việc điều trị ngộ độc, bệnh nhân còn phải điều trị cả tâm thần do ảnh hưởng từ các chất ma túy có trong các loại thuốc điện tử mà mình đã dùng. Em có thử một loại gọi là CBD, em thấy rằng nó đấy không đủ độ phê, độ chill nữa. Thì em bắt đầu đổi sang chuyển sang loại bớt chill. Thì em dùng được khoảng tầm một tuần, sau đó gây ra ngộ độc. Hay trường hợp của thanh niên này thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử để giải tỏa stress và chỉ khi phải vào viện sức khỏe tâm thần điều trị với trạng thái luôn bồn chồn, dư thừa năng lượng, thậm chí kích động, anh mới biết loại tinh dầu mà mình dùng là một loại cần sa tổng hợp. Khi sử dụng thuốc lá điện tử thì em thừa năng lượng này, cảm thấy là rất là muốn gào thét này, muốn vùng vẫy trong cái bể bơi này. Đấy, khi mà mình đang bị ngụp lặn ở trong đấy, mới gần đây nhất thì em đã vào được 2 tuần. Sau đấy em ra khỏi viện, em quay lại với cả xã hội để làm việc thì được hơn một tuần thì lại căng thẳng hơn tại vì do công việc áp lực nhiều. Theo các chuyên gia, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hay thuốc lá thế hệ mới, ngoài chất nicotine còn có rất nhiều thành phần hoạt chất khác như chất tạo khói, tạo mùi hoặc lạm dụng nhiều chất phối trộn, trong đó có cả cần sa và ma túy thế hệ mới. Với những chất gây nghiện, độc hại như vậy thì không khó hiểu người sử dụng xuất hiện các triệu chứng của rối loạn tâm thần như hoang tưởng, ảo giác, kích động và thậm chí là tim mạch. Chưa có đủ bằng chứng khoa học để mà khẳng định cái thuốc lá điện tử là ít độc hơn so với thuốc lá truyền thống. Cái đặc tính gây nghiện của thuốc lá điện tử cũng giống như thuốc lá truyền thống. Cho nên nếu như quý vị mà chuyển từ thuốc lá truyền thống sang thuốc lá điện tử thì tức là chúng ta đã chuyển từ nghiện thuốc lá truyền thống sang nghiện thuốc lá điện tử và cái nguy cơ độc hại là như nhau. Các cái thuốc lá điện tử mà có kết hợp hoặc là có buồng đệm mà được sử dụng các chất bất hợp pháp như cần sa hoặc GHB thì sẽ mô hình chung sẽ gây ra thứ nhất là vấn đề lệ thuộc rất là nguy hiểm đối với giới trẻ. Vấn đề này còn gây ra các cái rối loạn tâm thần khác cũng nguy hiểm và ảnh hưởng không kém. Ví dụ như các vấn đề về lo âu, trầm cảm. Ngoài ra thì có các cái rối loạn nặng nề như hoang tưởng, ảo giác, loạn thần cũng có thể xuất hiện. Thống kê của ngành y tế, chỉ sau 5 năm, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở Việt Nam đã tăng 36,5 lần. Trong đó, tỷ lệ đang sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh lớp 8 đến lớp 12 là 8,35%, ở học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 là 12,6%. Bộ Y tế cũng cho biết, trong năm 2023, cả nước đã ghi nhận hơn 1.200 người nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Trong đó phần lớn là trẻ vị thành niên. Tác hại là vậy, nhưng hầu hết giới trẻ vẫn cho rằng thuốc lá điện tử không gây hại và sử dụng nó như một trào lưu thời thượng và thể hiện sự sành điệu. Thưa bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, trước tiên thì thông qua phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi thì ông có thể chia sẻ những suy nghĩ cũng như là đánh giá của mình về thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là với giới trẻ ạ. Từ chúng ta đã có rất nhiều các thông tin, các con số và số liệu và thực trạng. Từ những cái tầm cao hơn là chúng ta đã có những cái nghiên cứu, những khảo sát
cái chương trình phòng chống tác dụng tổn hại của thuốc lá của Bộ Y tế đã tiến hành, rồi các khảo sát khác cho thấy là cái số lượng người sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng rất là mạnh ở Việt Nam trong những năm vừa qua, rất là mạnh, đặc biệt là những người trẻ là thứ nhất. Thứ hai là ở tại trung tâm chống độc chúng tôi và ở một số cơ sở y tế, khi chúng tôi đã hội chẩn chuyên môn và trao đổi chuyên môn thì sự thấy là cái số bệnh nhân ngộ độc sau khi sử dụng thuốc lá điện tử cũng gia tăng, và đặc biệt những năm trong năm này, trong năm vừa qua chúng tôi cứ năm nào cũng tăng hơn so với năm trước, chắc chắn là như vậy. Và có thể nói là thường xuyên chúng tôi tiếp nhận những bệnh nhân như vậy, đặc biệt là rất trẻ, trẻ thậm chí lên cấp 2 các cháu đã bị sử dụng ngộ độc và phải cấp cứu vào viện. Thế rồi thì nói chung là rất là trẻ, quanh 20 tuổi. Thế thì tình trạng ngộ độc thì rất là nặng và rất là phức tạp. Tất cả các cơ quan đều có thể bị tổn thương, từ tim mạch, thần kinh, tâm thần, rồi đa cơ quan đều có tổn thương, thậm chí là nguy kịch, đe dọa tính mạng. Thậm chí rất nhiều trường hợp mà hầu hết các trường hợp mà bị nặng sẽ là trộn ma túy, loại ma túy mới, thế hệ mới. Và bệnh cảnh của các cháu trẻ như vậy, nhưng mà bệnh cảnh giống như cụ già 80-90 tuổi bị nhiều bệnh, biến cái não, cái tim của người trẻ thành cái não, cái tim của người già. Đấy là cái chúng tôi thấy nổi bật. Và thậm chí những cái trường hợp cấp tính khác mà trên thế giới người ta đang lo sợ, đã gặp, đã ghi nhận và dẫn tới phải hành động quyết liệt. Ví dụ ở Mỹ, ở các nước xung quanh, Thái Lan chúng ta cũng đã gặp là những trường hợp bệnh nhân tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử cũng gặp. Và Việt Nam chúng ta đã bắt đầu có những ca đầu tiên. Này, chúng ta không phải là sớm, cũng khá muộn rồi. Nó đến tận nhà, đến tận cửa chúng ta rồi. Rồi những cái căn bệnh, dấu hiệu, những căn bệnh tổn thương kéo dài đến các cơ quan khác chúng tôi đã bắt đầu ghi nhận. Ví dụ như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ghi nhận bệnh phổi tắc nghẽn rồi bệnh tổn thương phổi khi được kiểm tra tại bệnh viện Mai chúng tôi đã thấy. Thế và ảnh hưởng lên tâm thần, ảnh hưởng lâu dài thì chúng ta đã bắt đầu thấy. Và ngay quay trở về bước đấy là ở cơ quan, còn khi về với gia đình chúng tôi đã có con ác người nhà, người thân rất thân thiết, các cháu nhỏ mới có lớp cấp 2 thôi, tình cờ chính tôi là người phát hiện ra là cháu được sử dụng ma túy. Khi mà cái cháu rơi những dụng cụ ma túy ra bên ngoài, chúng tôi mới nhìn ngay, biết ngay là ma túy. Có lẽ nếu như người ngoài, các bạn người ai không làm nghề y, không quan tâm thuốc lá điện tử sẽ có thể sẽ không thấy. Thế, như điều đó cho thấy là thuốc lá điện tử nó len lỏi, nó mở nở, phát triển lan tràn hiện nay và gây ngộ độc hàng ngày và len lỏi vào từng gia đình chúng ta, chứ không phải riêng một gia đình nào cả. Không riêng gì ai có thể tránh khỏi. Vậy thì hiện nay chúng ta cũng đã có những cái bằng chứng cụ thể nào để chứng minh những cái tác hại của thuốc lá điện tử cũng như là thuốc lá thế hệ mới đối với sức khỏe của con người ạ? Thứ nhất là chúng ta có một cái từ có lẽ tóm gọn lại đơn giản, đó là cái thuốc lá mới hoặc thuốc lá thế hệ mới, để cho phân biệt đến thuốc lá cổ điển thông thường, đấy, là từ lá thuốc lá. Thì hiện nay chúng ta có thuốc lá mới, cũng có thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và một số dạng thuốc lá mới hơn về sau này. Nó cũng không phải là nung nóng, cũng không phải là điện tử. Nên chúng ta chỉ xoay canh hai cái dạng trước thì chúng ta chắc chắn sẽ cái luật chúng ta quyết định chúng đưa ra sẽ là gọn nhanh chóng. Đấy. Và phải nói đây là một cái các hệ thống mở, các hệ thống cung cấp nicotine dạng mở và có biến tấu cho người sử dụng và biến tấu trách nhiệm dành cho nhà sản xuất rồi, và cũng biến tấu tùy ý, tùy tiện cho người sử dụng. Người ta có thể cho bất cứ gì hóa chất mong muốn vào, thậm chí hóa chất gia dụng vào, biết làm bất cứ gì làm tiện, ngon, bổ rẻ và phê. Và không chỉ là cái loại sản phẩm, các loại dung dịch hóa chất của nhà sản xuất người ta cung cấp. Và cái điều đó xảy ra rõ ràng với thuốc lá điện tử. Và thậm chí thuốc lá nung nóng cũng không phải là nó chỉ là đơn thuần thuốc lá thông thường, mà nó là dạng lai, nó có cả dung dịch hóa chất kèm theo. Thậm chí là cái sợi cái bên trong nó nhiều khi không phải thuốc lá, mà nó là tẩm các loại hóa chất, rất nhiều hương liệu nữa. Rồi các loại thuốc lá mới này nó là dạng ống thông mũi, nó giống như thông chữa cảm cúm, nó cũng cho các nicotine, rất nhiều hóa chất khác bên trong nữa. Vậy thì nói chung các loại thuốc lá mới này là cấu trúc mở và nó biến tấu, nó tùy ý và chứa rất nhiều các hóa chất bên trong. Và nó gồm các hóa chất gì? Thứ nhất là nicotine. Chúng ta biết rất rõ nicotine là hóa chất cực kỳ độc hại rồi. Thế và nó còn là ma túy rất mạnh, nó gây nghiện. Thế và nó là chất độc, mà độc đến mức là ở trong ngành nông nghiệp này người ta không sử dụng nicotine làm thuốc trừ sâu nữa, mà người ta thay thế các hóa chất mới. Đấy, và rất là độc hại. Ung thư, rồi thủ thứ bệnh lên sinh sản, phát triển, rồi não bộ, rồi tim mạch, đủ thứ. Rất nhiều các bệnh lý do nicotine gây ra, nó chất độc thực sự và gây nghiện rất mạnh. Thứ hai nữa là nicotine đưa vào trong thuốc, các loại thuốc lá mới này thậm chí còn nhiều hơn thuốc lá thông thường rất nhiều. Và nó ở cái dạng không gây khó chịu trên đường hô hấp, mà nó là các nicotine sản xuất công nghiệp, hóa chất công nghiệp. Và nó không gây kích ứng đường hô hấp cho người hít vào rất dễ dàng,
không gây khó chịu và hút dễ dàng nhiều hơn với liều cao hơn. Vốn dĩ được hàm lượng đã cao hơn rồi, nay lại không bị khó chịu, hút nhiều càng nhiều hơn và nhanh chóng bị nghiện, nhanh chóng bị ngộ độc. Tiếp theo nữa là nhóm thứ hai là hương liệu vô cùng, rất nhiều hương liệu rồi chất phụ gia, sự tạo màu, tạo khói, rồi các hương liệu, các loại hương thơm hiện nay mà vô cùng phức tạp, có hàng 20.000 hương liệu này rồi. Nó liên hàng trăm hóa chất hương liệu ra hàng tháng và rất nó thay đổi liên tục. Và có thể ngành thuốc lá, công nghiệp thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới này là cái ngành công nghiệp sử dụng hương liệu nhiều nhất trong cuộc sống hiện nay. Đấy. Và các hương liệu nó nhiều mức là không, các nước phát triển cũng không thể kiểm soát nổi nữa. Mà ngay cả FDA của Mỹ từ năm 2020 ta đã không muốn kiểm soát các hóa chất hương liệu nữa rồi, mà cấm tất cả, không kiểm soát nổi, quá nhiều hương liệu xảy ra, nó sản xuất hàng ngày thay đổi biến tướng như vậy. Và người ta chỉ còn lại đang xem xét đánh giá hương liệu thuốc lá, hương vị thuốc lá, hương liệu bạc hà xem có cấm nốt hay không. Tóm lại họ không xuể. Và Trung Quốc người ta cũng cấm tất cả các thuốc lá điện tử có hương liệu từ năm 2022, từ tháng 10 năm 2022. Về cơ bản đấy chính là cấm tất cả các loại thuốc lá điện tử. Rõ ràng thuốc lá điện tử biến thì chỉ còn lại các dạng để dùng để cai và trong chương trình của nhà nước, chấm hết. Thế vậy thì và hóa chất đấy nguyên bản là hàng nghìn, vài chục nghìn, và khi đốt cháy thì vô vàn, lại còn tùy anh thích muốn cho gì vào cho cái đấy thì cực kỳ phức tạp. Thế và do lại còn ma túy nữa. Ma túy thì chúng ta biết là tất cả là hầu hết là các loại ma túy thế hệ mới, nó là cần sa tổng hợp, nó không phải cần sa thông thường, cần sa tổng hợp. Và qua hàng trăm hóa chất ma túy mới là không, các labo cả hàng đầu của nước ta cũng không thể xét nghiệm được, và đến sang các nước phát triển cũng không bao giờ xét nghiệm hết được. Nó chỉ thay đổi một vài phản ứng hoặc tạo một chất hóa chất, một cái ma túy mới luôn, và không thể xét nghiệm kịp theo được. Và rõ ràng là với cái xu hướng là nicotine rất là nhiều, rất độc hại như thế, gây nghiện rất mạnh rồi, rất nhiều hóa chất hương liệu, các hóa chất cháy nó tạo ra sản phẩm cũng ít nhất là không khác gì thuốc lá thông thường, lại còn nhiều hơn thuốc lá thông thường. Đấy, cũng ni benzen, nitrosamin, các cái aldehyde và rất nhiều thứ. Rồi thì các ma túy mới kia nó tạo ra rất nhiều các cơn bệnh, bên cạnh nó chứa đầy đủ trọn vẹn có cái bệnh tật ngộ độc do thuốc lá thông thường gây ra, nó còn tạo ra rất nhiều các căn bệnh mới nữa, mới mà chúng ta chưa bao giờ gặp, đã gặp mới, ví dụ như EVALI, tổn thương phổi cấp, rồi bệnh phổi bỏng ngô vân, các nhiều thứ. Rồi sắp tới rất nhiều bệnh nữa là mới hơn cả COVID, mới hơn rất nhiều so với bệnh trong này, mà nó sẽ liên tục cộng dồn về sau này rất nhiều bệnh thật, và nó là mở ra một cái trào lưu sử dụng lạm dụng hóa chất mới đấy, nó và độc hại, và nó rằng thực sự nó cái trào lưu lạm dụng nó gây ra một loạt các căn bệnh thế hệ mới rất là gánh nặng, rất vô cùng lớn rất nhiều so với thuốc lá thông thường. À, vâng ạ, như bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cũng vừa chia sẻ một ý rất hay, đó là trong thuốc lá thế hệ mới thì bên cạnh những cái chất như là nicotine thì cái hương liệu nó cũng là một trong những cái yếu tố khiến chúng ta có vẻ là chủ quan hơn khi ở gần những người sử dụng thiết bị này. Và có thể thấy rằng là bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là khi mà cái sự xuất hiện của thuốc lá thế hệ mới thì nó đã và đang tác động như thế nào đến phụ nữ và trẻ em. Đây cũng được coi là một nhóm đối tượng mà chúng ta luôn dành sự quan tâm cũng như là chăm sóc đặc biệt là để tránh xa khỏi những cái tác hại của thuốc lá trong nhiều năm qua. Chúng ta rõ ràng là biết được ít nhất là cái hợp chất rất là cổ điển, đó là nicotine. Bên trong thuốc lá thì gần như chắc chắn các loại sản phẩm để họ trao cho, kể cả thuốc lá mới, các loại điện tử như nung nóng hay thuốc này sau này, nó trò trong nicotine để gây nghiện, để bán hàng, để thu hút người sử dụng, khách hàng. Và còn nicotine rất rõ ràng là cái độc với sinh sản, kể cả nam cả nữ. Cái làm khả năng sinh sản ảnh hưởng khả năng có thai, rồi thì duy trì thai, rồi thì cái đường sinh sản của phụ nữ, rồi nam giới cũng thế. Và nó ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, sự phát triển tư duy của não bộ ở người trẻ. Nói chung là rất thực sự độc hại, riêng nicotine đã là thế rồi. Còn thực sự thì bao nhiêu hóa chất, hàng vài chục nghìn hóa chất như thế, khi nó đốt cháy thì tất cả hóa chất kia đều rất là độc. Và rất nhiều, chắc chắn rất nhiều hóa chất đây. Chúng ta đã biết rồi, benzen, nitrosamin, rồi thì formaldehyde, rất nhiều hóa chất khác thì nó cháy lên nó cũng sẽ tạo ra rất độc, thực sự độc, đều độc với có thai, người phụ nữ có thai. Chắc chắn bị ảnh hưởng sự phát triển. Đấy, có rất nhiều hóa chất mà nó sẽ tác động theo rất nhiều cách khác nhau. Đã có rất nhiều chất chúng ta đã biết rồi, nó quá độc rồi, như tôi đã nói. Đấy, thì là chắc chắn ảnh hưởng. Và còn nhiều hóa chất khác nữa. Thế từ đến mức anh không thể có thai nổi. Đến lúc có thai thì sẩy sớm. Mà nếu có không sẩy thì cũng sẽ dị dạng thai. Rồi thì phát triển chậm. Rồi thì sẩy hoặc là ra thì rất nhiều thứ bệnh về phát triển, về tim mạch, về não bộ, về thần kinh, tâm thần, đủ thứ. Theo ông, hiện nay thì cái vấn đề khó khăn nhất trong việc chúng ta phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay đó là gì? Đặc biệt là với những thuốc lá thế hệ mới nữa. Có hai cái vấn đề làm cho chúng ta bị chi phối. Thứ nhất là bản thân là cái bên trong các loại thuốc lá nó có cái ma túy là nicotine. Chưa nói ma túy là cần sa tổng hợp, nó là nicotine. Nicotine là một chất gây nghiện rất mạnh, rất mạnh. Rồi tiếp theo nữa là nó có rất nhiều vấn dẫn dụ, cái thu hút. Đặc điểm thu hút người sử dụng chúng ta nào là hương vị, rồi thì vấn đề hình thức.
rồi thì đấy là những, và nó cộng với xu hướng hiện nay là nó có con người đặc biệt hiện nay có xu hướng giới trẻ này có xu hướng hưởng thụ, thế và có quá nhiều, nó là những cám dỗ trực tiếp hiện hữu ở chỗ với thế hệ trẻ này, thế và chúng ta đã có những bài học xương máu trước đây, đó là thuốc lá, chính là thuốc lá thông thường là bài học xương máu, nó là sự đã rồi của thế hệ trước, dù cha ông từ hàng nghìn năm ra đời từ khi mà chưa có luật, con người rất sơ khai, xã hội thể chế thể dưới các nơi chưa phát triển, và nó đã gây nghiện cho cả hệ thống từ người dân đến các cấp lãnh đạo, xin lỗi từ thời phong kiến trở đi. Đấy, thì nay là vậy thì làm sao bỏ nữa, đã nghiện rồi, đến bây giờ rượu cũng thế, tất nhiên rượu chúng ta còn có văn hóa có truyền thống này nọ thì có một số lý do để tồn tại, nhưng riêng thuốc lá thông thường cũng thực sự không có lý do tồn tại. Thế vậy thì thuốc lá mới hiện thế mới này nó cũng còn nghiện, nó còn cái sự quyến rũ, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn nó còn khủng khiếp hơn nữa, bởi vì nó có nicotine, nó có các loại ma túy mới nữa, rồi nó có cái đặc điểm hấp dẫn, dẫn dụ, hình thức sặc sỡ, màu sắc đủ theo nữa, rồi nó có cơ chế thị trường, nó thu hút, nó đồng tiền, nó lôi kéo tất cả các đối tượng của chúng ta, làm sao để ủng hộ nó. Giờ tôi xin nói thẳng như thế, rất khó. Đấy, nếu mà chúng ta không cảnh giác thì chúng ta sẽ bị nó cuốn vào, chúng ta gật đầu là chúng ta lại tạo thành một sự đã rồi. Quay trở lại với câu chuyện mà tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên đã chia sẻ ở phần đầu, có rất nhiều trường hợp mà bác sĩ đã tiếp nhận họ bị ngộ độc với thuốc lá thế hệ mới, đặc biệt là trong những cái sản phẩm mà có chứa cả ma túy cũng như là cần sa. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về những cái trường hợp này cũng như là nhận định của mình ạ? Có thể nói là gần như tất cả các trường hợp mà bệnh nhân nhập viện ở tại trung tâm chống độc hiện nay là người ngộ độc các chất kích thích bên trong thuốc lá điện tử. Và có một số người có các tổn thương phổi, chúng tôi rất sợ là nó cũng là những bệnh mới, nhưng mà hầu hết là những cái tất cả đều có ngộ độc các cái chất kích thích, và bên trong nó là các, có thể nói khẳng định là các ma túy thế hệ mới, và có thể nói là phần lớn các mẫu, kể cả xét nghiệm mẫu trực tiếp mẫu ma túy mà được gửi thì ở xét nghiệm các cái phòng xét nghiệm hàng đầu của nước ta ở tại Hà Nội thì phần lớn nó không xét nghiệm ra chất ma túy gì, không chất gì, bởi vì nó quá mới, quá phức tạp, mà trong cái rõ ràng nó gây ngộ độc cho bệnh nhân, hút vào lan ra co giật, sùi bọt mép, tím tái, rồi thì tổn thương đa các cơ quan. Nhưng mà xem nghiệm cái mẫu ma túy lại không thấy gì, không thấy gì, bởi vì chúng ta không có, bởi vì là nó không có, bởi vì là nó là quá mới, nó có chất mới hoàn toàn, và các anh em, chị em phòng xét nghiệm họ phải mất nhiều dày công hàng tháng rồi, hàng năm rồi xây dựng quy trình mới có thể xét nghiệm được chất đấy, thì đến tuần sau nó lại ra chất mới nữa rồi, và chúng ta không chạy theo nổi, và cái rõ ràng tổn thương thì rất nặng, bệnh thì cực kỳ phức tạp. Toàn là các chất kích thích cực mạnh như thần kinh tâm thần, nào là hoang tưởng, ảo giác, kích động, lăn lộn, co giật, hôn mê, rồi tổn thương não, tổn thương tim, tổn thương đa cơ quan. Rồi thì nếu có sống thì sau đó để dọn tâm thần, ví dụ mất trí nhớ, mất dọn giấc ngủ, trầm cảm, các thứ. Rồi để một loạt các cái bệnh sau này nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới đã được chứng minh sau khi thời gian qua tại Việt Nam liên tiếp ghi nhận những trường hợp nhập viện điều trị vì ngộ độc do sử dụng chúng. Và điều đáng nói hơn là phát hiện cả loại ma túy thế hệ mới có trong thuốc lá điện tử. Thế nhưng nhiều bạn trẻ vẫn cho rằng thuốc lá thế hệ mới không độc hại, thậm chí có thể thay thế thuốc lá truyền thống. Và điều đáng nói hơn đó là đến thời điểm này, thuốc lá thế hệ mới tuy chưa được phép lưu hành tại Việt Nam, thế nhưng trên thị trường việc mua bán lại rất dễ dàng. Dù chưa được cấp phép lưu hành, nhưng việc tìm nơi bán thuốc lá điện tử lại rất đơn giản, từ kín đáo cho đến công khai. Đi tìm mấy cái cửa hàng này của bọn em ít nhỉ? Nó không bán nhiều nhỉ? Không, thực ra bán rất nhiều ạ, chỉ là cho có thể là mình chưa hiểu, mình chưa biết được cái vị trí của nó ở đâu thôi. Chứ bên của em bán nhiều mà, đơn của em cả ngày nhiều lắm. Mua khó hay dễ? Dễ ạ. Cũng bởi bán chạy nên mỗi ngày có cả trăm đơn hàng xì lẻ, khách ở xa thì đã có ship, đơn hàng nổ liên tục. Có đơn đi bay vào liên tục, khách mua máy cũng nhiều, mua tin giống nhiều. Thưa tại vì là mình chưa biết nên là mình nghĩ là nó là một cái dòng tiền nó hơi lạ, nhưng mà đối với khách quen hoặc là như bọn em thì nó là cái chuyện bình thường, khách người ta mua liên tục. Tới một ngày các em nó cũng tiêu thụ khắp nơi đấy, các em nó ship hàng đi. Vâng, bọn em đi ship toàn quốc mà. Bây giờ em muốn rất là nhiều loại. Bây giờ giá thì như nào em? Giá tùy là nó sẽ rơi vào từ 500 cho đến cả triệu cũng có. Loại này thì là giá như nào em? 950 một nghìn mấy. Còn mỗi mua thì nó sẽ khác. Còn cái loại như của em đây là 950. Trinh sát giám sát đối với anh em là mất có khi một tháng, vài tháng chỉ theo dõi. Vì họ cũng trá hình theo cái góc độ là vận chuyển hàng hóa, họ
giấu ở trong những cái gói bim bim, gói kẹo để vận chuyển thì đấy là những cái khó khăn. Việc ngụy trang sẽ khiến cho lực lượng chức năng mất nhiều thời gian nằm vùng là điều dễ hiểu. Chỉ khó hiểu là khi có nguồn tin nhưng lại phải chờ quy trình. Thế nếu như mà kiểm tra đột xuất theo cái nguồn tin mà phóng viên cung cấp thì không biết là có được không ạ? Chiều nay đi kiểm tra thì chúng tôi cũng phải quy trình, là ví dụ nếu mà đề xuất kiểm tra cũng phải thì chỉ đạo của lãnh đạo cục về, rồi cũng bây giờ nó hệ thống internet nó thông tin, nếu mà đi thì nó vẫn cũng phải có quy định. Không được bán này mà không sợ ai đến á? Bọn em sẽ phải làm việc với cả thị trường các thứ chứ. Mỗi tháng là sẽ mất tầm 2-3 triệu công an thị trường. Tiết lộ trên khiến nhiều người cho rằng có thể đây là một trong những lý do giải thích vì sao ngày càng có nhiều cơ sở bày bán công khai loại mặt hàng chưa được cấp phép nhập khẩu này. 16 đơn đấy. 16 đơn. Trung bình một tháng bên em là tầm 150 triệu đến 200 triệu một tháng. 150 đến 200 triệu tiền hàng thôi á? Chứng tỏ người hút cái này cũng nhiều nhỉ? Cực kỳ nhiều luôn. Và bây giờ các cửa hàng nó mọc lên như lắm luôn. Hôm nay từ sáng là 10 giờ quán em mở, tính đến bây giờ là bán được 3,2 triệu. Còn tháng này nhá, tháng này bên em bán được 61 triệu rồi, mà tính từ ngày 1, hôm nay với ngày 11 tức là 10 ngày, trung bình mỗi ngày là 6 triệu rồi. Ừ nhỉ, còn tháng nhiều nhỉ. Chị có xem toán thời gian không? Chị sốc luôn đấy. 3 tỷ 500 triệu, mà bên em có 7 cơ sở. Mà chỉ cái này là chỉ mỗi riêng cơ sở đều, đây là riêng một cơ sở này thôi. Một cơ sở này được 3 tỷ rưỡi. Đúng rồi, bên em có 7 cơ sở. Nếu lạm dụng cùng một số tạp chất khác thì rất có thể người dùng sẽ phải trả giá đắt. Và khi đó, sự hối hận đã muộn màng. Nó gọi là kiểu trá hình vào thuốc lá điện tử. Nó sẽ là kiểu có tạp chất ma túy. Thì những chai có đấy, luôn á? Có những chai đấy thì sẽ có nhiều. Nó sẽ là kiểu tinh dầu cần, cần sa. Thì là cái đấy thì sẽ là những người pha, người ta pha để hút. Cái đấy thì nó nôm na nó sẽ là dạng ma túy lỏng. Nhưng mà nó sẽ trộn cùng với tinh dầu bình thường để người ta hút. Cái đấy thì thường sẽ gặp ở mấy học sinh. Cái này các bạn học sinh cũng hút hả? Đa số bây giờ thì ngoài đường thì có thể bắt gặp được 2-3 học sinh hút. Mới đây thì Bộ Công Thương cũng đã đề xuất đó là có thể cấp phép thí điểm quản lý thuốc lá thế hệ mới, và cũng có một số ý kiến ít cho rằng là thuốc lá thế hệ mới thì không có hại, hoặc là có hại ít không đáng kể. Vậy thì quan điểm của bác sĩ về vấn đề này như thế nào ạ? Về khía cạnh và một ai đó mà đề nghị cho cấp phép và sử dụng thí điểm các loại thuốc lá mới ở Việt Nam, thực sự là phía ngành y chúng tôi là một trong những nhân viên y tế chúng tôi cực lực là phản đối, cực là bức xúc và thực sự lo, hoảng sợ và sẽ rất là sốc nếu mà những cái quyết định được đưa ra, cực kỳ là sốc và rất là hoảng sợ. Nó ở cái chỗ nào? Chúng ta thấy sự một sự rất là vô lý. Chúng ta hiện nay đang có cuộc sống con người, chúng ta có những gì đưa vào cơ thể. Chúng ta có nước uống, có thức ăn, có không khí thở trong lành. Chúng ta có các hương thơm tự nhiên, vốn dĩ từ thực phẩm từ tự nhiên truyền thống. Chúng ta có thuốc chữa bệnh, những cái sự trường hợp thật sự cần thiết. Đấy là những cái mà chúng ta đưa vào người. Thuốc thì rõ ràng là tiêu chuẩn cực kỳ ngặt nghèo, vô cùng ngặt nghèo. Mà thí nghiệm chán chê sau đó đưa vào sử dụng, thấy có vấn đề, một số trường hợp vấn đề thu hồi không được phép sử dụng nữa, rất chặt chẽ, rất cặn nghèo. Thực phẩm vốn dĩ nó phải là hàng bao nhiêu năm nay, nghìn năm, và bây giờ kể cả có an toàn thực phẩm suốt ngày chúng ta phải lo, tiêu chuẩn rất là ngặt nghèo. Rồi thì nước uống cũng tiêu chuẩn nghèo, không được phép ô nhiễm, phải là tiêu chuẩn. Không khí cũng phải đảm bảo không được phép ô nhiễm, tiêu chuẩn nhất định, có tiêu chuẩn rất rõ ràng. Và mà chúng ta phải hiểu là đường thở, đường hô hấp chúng ta là chúng ta hít vào là các chất là đều có khả năng hấp thu gần như 100%. Và cái khả năng hấp thu của đường hô hấp của chúng ta nó không khác gì so với chúng ta tiêm trực tiếp vào máu. Vậy chúng ta hít một cái hơi cái chất gì không khác gì chúng ta tiêm thẳng vào máu. Đấy là cái đặc tính khả năng hấp thu của đường hô hấp là nhiều đến mức như thế, nhanh và nhiều. Vậy thì chúng ta đang làm cái gì ở đây? Thuốc lá thế hệ mới thực sự nó chỉ là một sự ăn chơi, một sự giải trí. Nó không phải là cái ăn uống thiết yếu, không phải để chữa bệnh, không phải để sống. Thực sự nó ăn chơi. Mà lại chúng ta lại này, cho vào người để làm cái gì? Mà cho một cái giống không khác gì tiêm thẳng vào máu, tiêm thẳng vào tĩnh mạch và hít một rất hấp thụ rất nhiều rất nhanh. Vậy chúng ta thấy một sự rất vô lý về mục đích sử dụng. Và thứ hai nữa,
ở trong nghề y chúng tôi, ở trong nghề y chúng tôi chỉ thử thí nghiệm những cái gì mà có tác dụng để chữa bệnh, những cái gì có tác dụng để phòng bệnh, mà thậm chí ít nhất là đã có bằng chứng rồi. Đấy. Và chúng tôi thấy sẽ rất là phản khoa học, và thực sự nó là cái gì đó rất ngược, thực sự là rất ngược, là đi ngược với đạo đức. Bởi vì đây là cái gì chúng ta đã biết nó có hại rồi, mà chúng ta vẫn thử trên người, thử lên người để chỉ để ăn chơi, chỉ để ăn chơi thôi. Thì thực sự trong ngành y chúng tôi không làm việc đấy, không làm việc đấy. Chứ rằng biết nó có hại vẫn thử, đấy là thực sự ngược với lại về đạo đức. Và dẫn đến nó có hại vẫn thử, cũng là thực sự cũng là phản khoa học, đã có bằng chứng rất rõ rồi. Tàng có hóa chất độc hại rồi lại tại sao lại thử trên người? Không, anh không thể thử benzen, không thử nitrosamin, không thể thử gọi là formaldehyde trên người được. Rất nhiều hóa chất khác nữa, anh không thử ma túy trên người được. Mà là gì? Ma túy là nicotine ở đây cũng gây nghiện. Các cần sa tổng hợp cũng là các chất ma túy cực mạnh, đều là các chất gây nghiện. Thử một chất gây nghiện là chúng ta mới nói là với ma túy không được thử, kể cả một lần. Thử một lần là sẽ nghiện. Vậy chính là cho phép thử, chính là cho phép sử dụng luôn và gây nghiện cho cả toàn thể đất nước chúng ta luôn. Thực sự đấy là một cái sự khủng khiếp, sự kinh khủng nếu mà cái điều đó xảy ra. À, vâng ạ, chúng ta cũng thấy rằng là quan điểm cấm thuốc lá thế hệ mới của ngành y tế đã được nhiều chuyên gia cũng như là đại biểu Quốc hội vô cùng ủng hộ. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều người thắc mắc là tại sao mà chúng ta chỉ cấm thuốc lá thế hệ mới mà lại không cấm thuốc lá truyền thống ạ? Thực ra nếu mà chúng ta về nguyên tắc chúng ta sẽ nếu cấm được thuốc lá truyền thống nó thì tốt thì tuyệt vời, thì đấy là mục tiêu chúng ta phải thực hiện. Nhưng tuy nhiên theo tôi thì nó là cái vấn đề nó đã gây nghiện cho cả hệ thống chúng ta. Và chúng ta nói thật, ngay từ gia đình chúng ta bỏ thuốc lá cũng là một vấn đề là nỗ lực rất lớn. Đấy, chúng ta vẫn phải làm. Đấy, nó độc hại rất nhiều, hậu quả rõ rồi. Đấy, nhưng mà nếu cấm được nữa thì theo tôi thì cũng quá tuyệt vời. Nếu cấm được luôn thì tất cả thì quá tốt. Nhưng mà chúng ta phải tính từng bước một. Và ngay cả cái việc cấm các thuốc lá thế hệ mới thì đã khó khăn quá nhiều rồi. Đấy, con người trải qua hàng 4.000 năm chưa cấm nổi nó. Và những cái mới đang xảy ra mới bắt đầu thôi mà chúng ta đã còn loay hoay, còn cãi nhau, tranh luận nhau suốt ngày, mà rõ ràng 10-10 nó sai lè lè, chúng ta vẫn còn mà vẫn là cãi nhau. Và vậy thì theo tôi chúng ta phải từng bước một, đầu tiên chúng ta làm cái gì nó có vừa cho hiện tại vừa tương lai. Đấy, nó đang địch đến nhà rồi, giặc đến nhà rồi, thậm chí nó đang kéo đến rất đông, càng ngày càng đông, và nó biến tướng thay đổi rất nhiều, nó ngấp nghé từ xa nữa. Chúng ta phải chặn ngay bây giờ các loại thuốc lá mới là như thế, và làm như thế thì chúng ta giải quyết hiện tại và tương lai. Đấy là cái chắc chắn, và đồng thời cái tồn tại chúng ta sẽ giải quyết dần nữa, thì do như thế là hợp lý. Chúng ta còn nếu làm được luôn thì quá tốt, nhưng vấn đề là ngành y chúng tôi hoan hô ngay lập tức, nhưng vấn đề là tôi nghĩ là chúng ta chưa làm ngay được ngay đâu. Vâng ạ, chúng ta cũng phải nhìn vào một thực tế, đó là nhiều chuyên gia họ cũng đã có chia sẻ rằng là mặc dù thời gian qua chúng ta cũng chưa có cấp phép hay là lưu hành cho thuốc lá thế hệ mới, thế nhưng mà không khó để có thể là đặt mua một cái sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, thậm chí là những cái sản phẩm mà có chứa cả ma túy hay là cần sa. Và cái việc mà chúng ta cho phép chúng ta bán thuốc lá thế hệ mới bây giờ đang không được quản lý và cũng gây ra rất nhiều những cái hệ lụy. Vậy thì ông nghĩ sao về vấn đề này ạ? Ở Việt Nam chúng ta, mà nói chung ở các nước cũng thế, chúng ta cứ cho nó có mặt là cũng là có vấn đề, chúng ta không thể kiểm soát được. Đấy. Hoặc là chúng ta không nói gì về nó cũng là có vấn đề rồi, cho nó cũng xảy ra rồi. Và rõ ràng chúng ta phải cấm cái việc rất rõ ràng để cho các cơ quan chức năng, cơ quan hành pháp, ví dụ như là Bộ Công an, rồi thì cơ quan về quản lý thị trường vân vân, thì mới có cái cơ sở để thực hiện rất quyết liệt. Nói không, chứ anh chỉ có không, không thì quản lý được. Chứ nếu mà chúng ta cứ không nói gì ngay cũng là khó lắm rồi, không thể quản lý nổi. Và rõ ràng về câu trả lời là phải là không, phải là cấm thì chúng mới thực thi, chúng mới quản lý được. Vâng ạ, vậy thì hiện nay ở trên thế giới cũng như là các nước trong khu vực thì cũng đang ứng xử như thế nào với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá thế hệ mới thưa ông? Hiện nay thì nhiều nước, vài chục nước đã cấm các loại thuốc lá mới này. Vì nó, đặc biệt là chúng ta phải học hỏi ngay những nước xung quanh chúng ta, là những nước rất gần với văn hóa chúng ta, đấy, hoàn cảnh chúng ta nữa. Ví dụ ngay đầu tiên là Trung Quốc. Trung Quốc là phải nói là một cái nước mà họ thiết kế ra, phát minh ra thuốc lá điện tử. Sau đó là phát nổ rộ và bán sang Mỹ, và Mỹ phát triển rất mạnh. Tuy nhiên như Trung Quốc là người nhà phát minh. Và riêng Trung Quốc từ tháng 10 năm 2022, họ đã cấm tất cả các loại sản phẩm thuốc lá điện tử mà có hương thơm, có hương vị, hương liệu. Vậy rõ ràng là cấm tất cả các loại thuốc lá điện tử. Thế còn lại nếu mà không có hương liệu thì anh sẽ đẩy về quản lý ra dưới dạng để cai thuốc lá theo chương trình của Bộ Y tế. Đó là những trường cai ma túy.
Đấy, ví dụ thế. Thế còn các nước xung quanh Lào, Thái Lan, Campuchia, thế rồi thì Singapore, người ta làm hết rồi, cấm hết rồi. Thế chúng ta tại sao cứ cãi nhau? Rằng là chúng ta đang bị chi phối. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên đã có những chia sẻ vô cùng hữu ích tới chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hay thuốc lá thế hệ mới đã được chứng minh là vô cùng độc hại và không hề như những lời quảng cáo thổi phồng ở trên mạng. Việc sử dụng thuốc lá thế hệ mới sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất là khi rất khó để quản lý chất lượng của chúng, bởi với vô số những pha trộn tạp chất và thậm chí là cả ma túy có thể được đưa vào trong đó. Và điều đáng lo ngại hơn đó là chưa được cấp phép lưu hành, thế nhưng việc mua bán và sử dụng lại vô cùng dễ dàng và thậm chí là trở thành trào lưu của giới trẻ Việt Nam cũng như trên thế giới. Và rõ ràng nếu được thí điểm cấp phép và lưu hành thì hậu quả sẽ khó hơn và khó lường vô cùng. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.